Từ nhà tao vô đã. Ừ, mọi người vô đi. Phổ biến ấy đi, giải thưởng đi chứ. Chơi mà chưa biết gì. Ông quên, vui quên mất. Hôm nay thì có sẽ có 10 câu và người đạt được giải cao nhất thì sẽ được nhận 100.000 nha. Mọi người cố gắng để giật giải của An nha. Tôi đâu có làm game đâu mọi người, sao mọi người giật giải của tôi? Phổ biến xíu về bộ đề đi chứ. Bộ đề này sẽ có gồm những chủ đề tiếng Anh, có sẽ có tiếng Anh nè, có khoa học, có khoa học địa lý. Có cả câu hỏi về diễn viên truyền hình nữa. À không. Nhớ quay ấy thì mình định chờ lại nha, nãy anh mời coi. Đây các bạn đang quay màn hình rồi đấy. Nó ra chủ đề hả chị? Đúng rồi. Nói chung là trong đó sẽ có tiếng, có những câu hỏi về tiếng Anh nè, có những câu hỏi về địa lý, rồi nhân vật nổi tiếng. Về bộ khó không? Cái bộ phim nó không khó đâu, dễ lắm. À vâng, không khó. Cái khó gì là có ngang không? Nhưng đảm bảo với mọi người là không ngáo. Không à, không à. Thì nó cũng khó cỡ như ngang thôi, chứ cũng không thể là có hơn được nữa. 40 người rồi. Các bạn gì nữa? Hôm nay mình có 80 người lận mà đúng không nhỉ? 79 78 người này. 79, 78 người. Mọi người chơi đi mọi người, vui lắm. Mọi người vui lắm mọi người. Tôi không làm hot nên là vui lắm. Để cho bọc. Để hết cho bọc đi, chừng này con bỏ cái lệnh, chừng này con không lấy. 45 người rồi. Mọi người nhanh chóng vô nha. Ủa sao mọi người vô chậm vậy ta? Mọi người đang suy nghĩ làm sao để giật giải của mày á. Tức ghê, lâu quá mọi người ơi, nhanh chóng lên. Bích nụ kìa nè, ai là tên bích nụ vậy mọi người? Em hát tích chất cơ là ai vậy? Để xin không á. Vui vẻ không cạo à, vui vẻ không cạo. Cái này đứng gạo quạo mọi người. Bích nụ, Britney Spears là ai vậy mọi người? Người mới có 48 người. Các bạn nhân sự bên Á Đông vào tham gia luôn. Đừng hỏi là các bạn Á Đông vào tham gia luôn chứ đủ mỗi nhân sự rồi. Tức là nhân sự là nhân viên trong công ty đó mà là. Xin ngáo mọi người. Khổ ghê. Tôi nè là ai? Ủa là sao má? Tôi nè là ai kìa, tôi nè là tôi đó nha. Chừng nào mà tôi nè đứng nhất là mọi người sẽ biết tôi nè là ai. Tôi nè mà được nhất là một chục thằng tôi nè. Ok ha, 2 phút nữa nha mọi người. Ok. 11:05 bắt đầu. Chừng lấy giải nào. Britney Spears là ai vậy mọi người? Mọi người mỗi tuần 100.000 kết tích tháng 400.000 rồi đó. Sao có gì mà hỏi hoài vậy? Khen hơi ổ nhất khen hơi là Taylor Swift mà. Thì tôi thích thì tôi hỏi được không? Rồi giờ tôi á, rồi được không? Ừ biết rồi, được rồi, ok. Sắp nghỉ lễ rồi. Không nói được kìa, tí nữa mà ai mà không nói được mà nhất thì đừng có nói nha. 1 phút nữa ha. Chúng nữa mà ai mà không, chúng nữa mà ai mà cái tên nào lạ lạ mà đi nhất á là tao cũng muốn đó luôn. Tao là tôi nè, tao là Huy, là tao là không tên, là tôi nè luôn, là My luôn, là tôi nè luôn. Mọi người phải ra đứng ra bảo vệ quyền lợi của mình chứ. Còn một phút
không nói được mà nhất thì đừng có nói nha, để biết nhân sự giữ lại phần thưởng. Tao nói được tao nghe hiểu được không? Thôi bây giờ mình chơi đi, ví dụ như câu hỏi nè, mà bị lỗi câu hỏi thôi thì phần thưởng okay, đó sẽ... Ok, cảm ơn mọi người tham gia rồi ha. Thôi chơi đi mọi người. Thì bắt đầu nha. Ok. Ok, 3, 2, 1. Nhanh tay lẹ mắt ha. Vâng. Cái gì vậy? Mình sẽ mở động với một câu đầu tiên là tiếng Anh. Ok, ok, ok. Đấy nằm học tiếng Anh đến năm lớp 8 rồi mới biết chữ hàng đầu của ai trên là mà ngoài cứ nói tiếng Anh hoài vậy. Đầu tiên luôn á, mọi người chơi tiếng Anh làm gì? Câu này đơn giản mà đúng không? Không. Cái gì tăng mà không bao giờ giảm, do sức là tăng, that never comes down là không bao giờ giảm á, là chỉ có tuổi mình là chỉ có tăng lên chứ không có giảm được cân nặng thì mình mới có thể giảm cân được ha. Không, tôi không giảm cân được, tính ra là tao không giảm được luôn mày. Tao cũng không giảm cân được luôn. Câu này sai. Không. Câu này không, ta không đồng ý. Trả lời là nhấn vô trong cái câu trả lời luôn hả? Đúng đúng rồi, mình nhìn vào trong màn hình á, xong rồi mình nhấn vào cái màu tương ứng á. Rồi sau một tấm chiếu mới rồi mình trả lời giải rồi. Mày có nhắn rồi, cho nên hỏi lại chi chết á. Rồi từ giờ mới giải cho bạn. Nghe câu hỏi muốn rớt nước mắt luôn á. Thế thì à, sắp nghỉ lễ rồi đứng nhất. Vâng. Tiếp theo. Cái gì vậy? Phim Tiên Hắc Ám chiếu vào năm 2014, nhân vật Tiên Hắc Ám do nữ diễn viên nào thể vai? Ai vậy? Anh móc đáp án cho tao rồi. Em mau quá tên mọi người ơi, mau quá. Ủa, Tiên Hắc Ám làm phim gì tôi chưa coi. Trời đất ơi. Em móc đáp án rồi. Câu này cực kỳ dễ luôn. Câu này là cũng là idol của tôi nha mọi người. Và xuất sắc, câu này quá dễ luôn. Không, tao thấy tôi nghe là thằng nào trả lời là quá xanh quá xanh nhỉ. Tao đó. Thiệt luôn đó. Mèo mèo. Không biết tên người được. Chị Kay, chị Z, trời ơi tên hot quá. Gì vậy trời á. Câu này tất cả mọi người chắc chắn phải biết. Thì thôi. Ê, mày nhắc tao người ai chưa? Người đã thắng người ai chưa? Cái này tao không biết gì nè. Rồi, không sao, sao. Đừng coi, đừng coi. Không nhớ chính xác. Ờ, cái lúc mà mọi người trả lời sai á, khi bước ta trả lời sai, tôi chụp mọi người gửi lên nhóm nha. Ôi là trời. Câu này phỏng vấn. Câu này phỏng vấn như ứng viên đó hàng ngày luôn mọi người. Nó nói là 2008 mà chứ nó không nói tháng mấy. Nó nói tháng 7 2008 luôn mày. Tao hỏi em, tôi kia em giới thiệu một chút thì nó cũng như mày làm vào tháng 7 2008. Ok, thì mỗi bữa luôn. Ừ, bây giờ mọi người sẽ nhận hỏi công ty lại ha, là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhân Mỹ là thành lập vào tháng 7 năm 2008 ha. Để sau này đi okay, đâu nhận công ty mình nữa chứ. Tiếp theo ha. Gì vậy trời? Thứ nhất rồi nè, meo meo thứ hai, tribu thứ ba. Ủa, nay là tribu vậy? Tiếp theo. Nãy giờ ba câu chưa đúng câu nào luôn, chuẩn bị câu này. Một câu tiếng Anh tiếp theo cực kỳ dễ luôn. Cái gì vậy? Cắt tình gì vậy? Còn không biết biển nào luôn á. Không có dễ mày. Cái này hồi trước các bạn được học trong địa lý rồi mà. Nhưng mà nó chỉ là một câu tay thôi, dễ lắm. Bốn câu rồi ta sai cả bốn nha mọi người. Không hiểu. Trời ơi. Ok, vậy mình sẽ giải thích câu này nhé. Vào năm 1768 thì thuyền trưởng trên Cúc thì lên đường khám phá ra đại dương nào ha? Câu trả lời là Thái Bình Dương. Câu tiếng Việt em còn nói tiếng Việt luôn. Nó nổi tiếng lắm. Cái này nó nổi tiếng lắm rồi. Đúng rồi. Nhưng mà tôi lại tiếng dài nhưng mà chỉ đầu. À đúng rồi. Coi như đây là một kiến thức mới đi. Ok, câu tiếp theo. Như vậy trời vẫn đang đứng thứ nhất. Mẹ, bây giờ lấy 100 kiến thức rồi tụi mày. Hồi nãy các bạn mà nghe đặt thuyết trình là sẽ biết là câu này. Oh my god, trời ơi. Oh my god, tao không biết. Hãy cho biết những ca ghi chịu ra sau câu thứ 2 gây ra đầu tiên trên thế giới. Đây, câu này nó thuyết trình sao mà sai được. Thank you.
mọi người bị lọt mất rồi. Ngày 31/12/2019 tại Vũ Hán ha. Này, này không có thích trình mà mọi người không quan tâm thấy đẹp hả? Chính là 30 đẹp luôn. Không có đẹp luôn. Ôi, đẹp luôn. Ê mọi người xíu có giải sai hết tất cả các câu không? Tiếp, ô bạn đứng dậy trời này, bạn đứng nhất nè, ai vậy? Lên tiếng đi. Tôi đó. Tôi á, vì chỉ chờ là tôi á. Đã thơ trên, trời đã không biết bởi nhất nè. Trời dễ quá trời luôn. Không biết bỏ quay sai con này chắc được chót hết trời. Không biết là tất cả mọi người đều sẽ đúng câu này. Sao? Wow, tuyệt vời. Ôi, đúng là tao chọn. Tao tính chọn Hoàng Thùy Linh nữa mày. Mày hát nhìn trang vậy luôn. Câu này là của nhà thơ Hồ Xuân Hương nha. Mọi người hay lộn với bà huyện Thanh Quang. Thiệt chứ. Tiếp theo. Meo meo là gì vậy trời, đang ở top 1 và top 2 ha. Google là từ viết sai chính tả của từ nào? Ai biết? Trời đất ơi. Ủa vậy mà mọi người vẫn xài đó. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Xíu Linh Chi, nói thật sự ủng hộ nha Linh Chi. Ê, mà nói này chứ cái này á, có còn đăng nhập vô cái gì không? Trời ơi. Đó, cái gì vậy? Rồi. Đáp án không, ý là hỏi là trước khi chơi cái này có cần đăng nhập vô cái gì không á, tại vì trước đây có chơi nhưng mà không cần đăng nhập vô. Hồi nãy bạn nó đã lên nó có hút chấm IT rồi nhập mạng Linh vô để chơi thôi. Rồi chết mẹ, tao không có đăng nhập rồi. Rồi sao vậy, là nãy giờ chắc giờ rồi thôi ghé từng sao không sao mà mới có 7 câu vẫn còn cơ hội. Ủa vậy nãy mày mày chơi gì vậy, mày bấm cho bạn hả? Ủa tao nghe là bấm trong màn hình luôn á. Cái màn hình Google Maps sao bấm được. Tâm chiêu này mới á, tôi chịu anh em ơi. Cái này mới đã lọ luôn, có chưa tụi em bấy luôn mọi người. Không nghe ai phổ biến mà. Mình giải thích một chút về câu hỏi này nha. Thì từ Google á, là viết sai, là từ viết sai của đáp án C ha. Tại vì á, khi mà đăng ký tên miền á, thì người ta gõ nhầm thành từ cái từ ở đáp án của câu C thành Google ha. Cái này là do lỗi của bên đăng ký tên miền nên là từ đó trở thành cái tên điện thoại là Google luôn. Tiếp theo ha. Ồ, gì vậy trời, vẫn đang đứng top 1. Như vậy hôm qua cố gắng lên. Đây là ca khúc trong bộ phim chiếu rạp nào của năm 2019? Baby take my. Dễ quá đừng đó. Ủa sao mày? Ủa sao? Baby, take a chance, 'cause I want this to be something. Parasite, come on. Đáp án đúng là câu Adventure and Game nha. I love you 3000. I love you 3000, chính xác. Không thể tin được. Con chó đứng thứ mấy trong 12 con giáp? Mọi người ơi, mình là người Việt Nam thì ai cũng biết hết. Đó là con người sẽ nhẩm là thân dậu tất hợp. 11. Ê sao mày biết hai vậy, tao đang nhẩm luôn á. 11. Ủa tao chọn lộn rồi mọi người. 11. Wow. Những bạn kia chắc chắn là bị lộn đúng không? Ờ tao bị lộn rồi. Mèo mèo lên. Mèo mèo là ai vậy? Ví dụ. Chúc mừng mèo mèo đã đạt được hai gì vậy trời, gì vậy cố gắng giành lại top 1 ha. Đây là một tỉnh ở Việt Nam, nhìn hình đoán tỉnh nhá, mọi người hãy nhìn thật kỹ vào. Câu này chắc không làm khó mọi người được. Nhìn ảo mới ra. Ôi, vui. Chắc là bấm nhầm rồi. Chứ câu này dễ mà. Tiếp theo, một câu hỏi bằng tiếng Anh. Cái con nào mà có 3 trái tim á, con nào ở biển mà có 3 trái tim? Rồi, tao biết. Lớp Đang dữ.
lớp trời. Câu này có nghĩa là sinh vật biển nào thì có ba tim ha, câu trả lời chính xác là octopus là con bạch tuộc ha, còn những con còn vật còn lại thì không phải ha, là tôm hùm, sao biển và rùa ha, không phải ha. Trời, tao không biết con nào có ba tim luôn á. Ờ, tao cũng thế. Đây chính là kiến thức mới dành cho Hi. Tiếp theo nha. Đó mọi người. Chào nghe mua kiến thức này. Nữa hả trời, tiếng Anh không vậy? Trời ơi, đáp án sai chính tả rồi kìa. Ủa, à, chết rồi, câu 2 chị bấm nhầm. Ê, ND nha, 2ND nha mọi người. Ê, tao chọn con đây rồi, mình sẽ chính tả, nó cũng không dài. Thôi, tao không chịu con này rồi. Không chịu hả? Nhưng... Ủa, mọi người tôi hiểu là đáp án rồi. Nè, ê, khoan, nè. Sau khi vượt qua người thứ hai thì mẹ trở thành người thứ ủa, hai trừ người thứ nhất rồi. Ừ, đúng rồi. Khoan nha, đợi đợi trước nha. Ủa, sau khi vượt qua người thứ hai là người thứ hai. Ta lỗi rồi. Ta là người thứ hai. Lỗi rồi. Mày lỗi rồi. Đây tôi không kiểu con này bị lỗi là không có tính đúng không? Đợi nha. Người thứ hai là người thứ hai chứ. Mọi người phải để cho tôi giải thích đấy chết nha. Bạn là người bạn bây giờ bạn đang ở vị trí thứ ba đúng không? Bạn sẽ ở vị trí nào nếu bạn vượt qua người thứ hai? Thì mình số 3 mình vượt qua thứ hai là mình số 1 chứ. Là số 2 của thứ hai là thứ hai mà. À, số 2 là thứ hai chứ. Thứ hai là mình sẽ lấy cái vị trí thứ hai của nó. Bị nhầm lẫn rồi. Mày mới vượt qua vị trí đầu tiên, mày mới đi đầu tiên chứ. Có người kế thừa bạn An rồi. Chúc mừng. Chết rồi kìa. Này là cái ở trên mạng nên là tôi nghĩ là bạn không đúng mà. Không nè, bây giờ mày tư tưởng đi. Nếu có ba người chạy nè. Khi mày chạy qua người thứ hai thì mày sẽ là người thứ hai chứ. Đúng không? Khi mày vượt qua người thứ hai đây, mày sẽ lấy cái vị trí thứ hai của nó. Mọi người đừng có đầu tiên đang là thứ ba. Mình vượt qua hai người ấy, thì mày đứng ở thứ mấy? Mày tưởng tượng lại, giờ mày tưởng tượng đi chứ. Mày tưởng tượng nè. Đang ở thứ ba, vượt qua thứ hai, thì còn người thứ một ở phía trước nữa là khi nào mày vượt qua người thứ nhất có mày mới trở thành người thứ nhất. Sorry mọi người. Mọi người cho chị xin lỗi. Tôi không chịu đâu, tôi bị gớm tóc rồi đó. Tôi bị gớm tóc rồi. Tớ quá trời luôn rồi, hạng 24 rồi mọi người. Bây giờ tôi là gì vậy trời, tôi đang top 2 cái tôi gửi top 7 luôn. Câu này mà ai đúng là kiểu mà người chơi hệ tâm linh với ngàn mới đúng được. Sorry mọi người. Không, bây giờ tôi bị gớt top rồi nè. Tôi bây giờ bắt đưa tôi 5 được ca để tôi chịu. Cái game này không phải là kiến thức mà thắng được, cái game này là ông bà chỉ tay bóng. 15 bạn chọn đáp án màu vàng á. Trời, đúng tần số của Linh Chi luôn rồi. cái game này ông bà đỏ ông bà cầm tay nhấn nút luôn. Trời, mọi người hãy bỏ qua cho tôi một lễ đi, tiếp đi. Trời, làm bạn mấy bạn kia bị rớt hạng rồi. Chơi là Chi, tao lại mày Chi ơi. Sao đi mọi người dễ sợ. Cần chân X cộng cần chân D thì sẽ có chức năng di chuyển, công này dễ rồi ha. Mèo mèo. Biết luôn á. Một câu hỏi kỳ dễ. Câu hỏi tuổi thơ của tất cả mọi người. Còn sao? Đáp bán ở trên hình luôn á, đáp bán trên hình luôn. Hai cái bộ đồ này bắt quá đẹp. Đang gặp cái cung, đang gặp cái cung này cung như cung thẩu ấy. Ủa sao mà có nhiều người sai vậy? Ủa sao nhiều thế? Thợ may là tôi á mọi người. Trời. Tôi chọn thợ đèn. Em chọn thợ săn này mọi người. Thợ săn là người để giết công chúa nha. Có người sai thì không biết nói gì luôn. Tại chị trong bài hát mới của Hà Minh Chi có mình. Sao không lắm. Ồ, vẫn có người nhầm nè. Đáp án là vua Bảo Đại là vị vua cuối cùng ha.
Tiếp theo, Mèo Mèo vẫn đang đứng ở top 1. Một câu đố, một câu đố toán bằng tiếng Anh. Không cậu giải đi. Thế gì đó. Đáp án đúng là 120 ha, divide 50 với h là tức là lấy 50 chia cho 1 phần 2 là 50 nhân 2 ha, cộng với thêm 20 nữa là 120. Ủa? Hả? Hả? Đúng rồi, sai á. 50 chia 50, 50 chia 1 phần 2 là cái con mà ra là này. Nhân ngược lại là nhân 2 trên 1. Mọi người hiểu không? À 50 chia 1 phần 2 hả? Đúng rồi. Trời hơi hấp não nha. Ừ đúng rồi. Rồi đúng rồi. Cái game này đúng là kiểu bà độ luôn á, ông bà cầm tay bấm mới đúng được á thề. Thiếu đó nãy giờ. Thì mọi người tư duy là mọi người ra đáp án rồi, chỉ có một câu ở đây. Sorry mọi trời người. Trời ơi, đừng bây giờ tới ngữ pháp luôn nha mọi người. Ờ thiệt luôn á. Bây giờ tiến tìm giới từ để đi với động từ luôn nha. Mọi người sao vậy, mình phải nâng cao tiếng Anh của mình lên chứ. Ở chứ tôi không biết từ này. Không sao, tao yêu cầu đổi người làm nhà chơi nha. Biết ngày sẽ có nhiều người đã for mà. Đáp án for không phải nha, tại vì á mặc dù là way force ở cái câu này là mình là on our friend á, thì là phải dùng là chủ ngữ, thì động từ ở đây là finish thì mình phải dùng là until nha, chứ không chứ nói chung là không phải là dùng for ha. Until cho on our friend. Thì sau đó là một cái câu có chủ ngữ, vị ngữ với đầu động từ luôn, cho nên phải dùng until, còn dùng for là phải phải đổi lại là we had to wait for our friend to finish the work. Đúng rồi. Wait for là mình chơi mà mọi người, sao mà thành học rồi. Mình chơi rồi, sao mà thành dùng chỗ mấy cái câu kiểu là tao tự ái vậy. Ủa sao vậy? Sao tự ái? Sao mọi người lại tự ái? Nhưng mà nói chung là câu này đúng của nó sẽ là tiêu ha. Mọi người phải lùi ra, nhiều khi đi đâu lại trúng phải câu này sao? Bà Minh Tâm nha. Con Huyền nó giận nhau luôn rồi, con bối bả đi về. Hả? Trời ơi nhậu rồi. Con bối đi, con bối rồi. Chứ okay, bây giờ bố xong rồi hả? Bảy câu luôn mọi người. Thôi đi, tự nhiên đang tất hai cái trả lời sai câu kia cái mất up luôn. Thôi. Chúc mừng Mèo Mèo là đứng top 1. Mèo Mèo là ai vậy? Cho tôi coi mèo coi. Đúng. Ờ, chắc quá. Mèo Mèo là không cho chị mặt ra. Ê, tao nghi ngờ Quyền mua giải nha. Quyền thì nó mua giải á, nó chung giải con em nó làm tâm linh cũng là Huyền. Bây giờ Chi cũng là Huyền. Quyền có hát ca hút không vậy? Sao bình của chóp quá vậy? Không đâu, con Quyền với con Chi chia 50-50 rồi. Thì nó mua giải kìa. Thì nó mua giải rồi. Thôi mấy câu này tao